Đây là vòng thứ hai mang tên định vị. Luật chơi như sau: chúng ta sẽ lựa chọn ra một câu hỏi duy nhất nữa mà thôi để trả lời. Đây sẽ là cơ hội mang về điểm số thật là cao cho mình. Chúng ta sẽ thống nhất lựa chọn đi ạ. Câu nào? Thấy tư duy khó quá, phải đoán lùm la. Kiến thức mình còn chọn ABCD được. Ok, kiến thức. Và câu hỏi kiến thức số 2. Số 2 sẽ được bật mở ngay bây giờ. Câu hỏi như sau: ai là người đứng đầu nhà nước tại quốc gia Vatican? Trời ơi, cái gì? 1. Đức vua. 2. Đức giáo hoàng. 3. Thủ tướng. Và 4. Tổng thống. 30 giây trả lời bắt đầu. Căng lỡ đâu trời. Năm giây. Hết giờ. Sao Kim Chi? Đáp án của em là? Em chọn đáp án thứ hai là Đức Giáo Hoàng. Em nghĩ là chọn một cái quốc gia mà nó mình kiểu hơi không có mường tượng về nó. Thì em nghĩ là một cái Đức Giáo Hoàng là một cái nó kiểu nó... Nó cũng giống tương tự như cái đất nước đó đúng không? Đúng rồi, mình cũng đó, đang mơ hồ. Đúng rồi, nên em nghĩ như vậy. Nên em chọn loại trừ thôi. Em suy nghĩ là em loại trừ thôi. Cảm ơn em. Tiếp tục, Lục Anh. Em cũng chọn Đức Giáo Hoàng. Mời Thành Khôn. Em chọn Đức Giáo Hoàng bởi vì câu này em biết. Câu trả lời của chương trình đó chính là Đức Giáo Hoàng. Chúc mừng. Ba người chơi quá giỏi, chúng ta mỗi người sẽ mang về cho mình 10 điểm nữa. Vậy là hết. Chúng ta tiếp tục đưa ra lập luận và phân tích và loại trừ đi một người nữa. Nếu như cao thủ chưa bị loại, bây giờ mà mình loại đúng cao thủ thì mình sẽ được chia đều cái điểm số đó cho hai người còn lại. Điểm số sẽ tăng cao rất nhiều. Kim Chi, lập luận nào. Thì nãy giờ thì em chỉ nghe có hai người thôi. Hiện tại thì em vẫn nghĩ là Lục. Lục Anh. Em nghĩ là Chi. Chi, vì sao lại là Chi? Em đếm thử. Trời đất ơi, bây giờ còn chơi bói hoa nữa. Nào Thành Khôn. Em thì không biết chọn ai, tại vì hai người trả lời câu nó rất là khó chịu. Không biết được đang có đang luồn lách cái kiểu nào cho mình nghi. Thôi em chọn Khôn. Thấy chưa? Trời ơi, tự nhiên hai người chọn mình. Không có chọn ai. Em chắc chọn Lục đi. Nói chung là cũng hơi khó cho các bạn. Mời ba người chơi nhắm mắt lại. Và bây giờ xin mời Kim Chi, bạn hãy đưa tay về nhân vật mình muốn loại. Cảm ơn em. Mời Lục Anh. Cảm ơn em. Thành Khôn, mời bạn. Cảm ơn em. Mời ba người chơi mở mắt ra. Và chúng ta có một người bị loại. Và đó chính là Lục Anh, là người bị loại tiếp theo trong vòng 2 này. Để tôi coi nhé. Và chúc mừng hai bạn còn lại, chúng ta đã có cơ hội bước vào vòng 3, vòng cuối cùng của chương trình mang tên Lộ Diện. Xin mời.